trực tuyến, phòng giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ. Môn toán hình học lớp 7. Bài: Luyện tập về ba trường hợp bằng nhau của tam giác, tiết 33. Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hòa, đến từ đơn vị trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh. Mục tiêu bài học. Đối với bài học ngày hôm nay, thứ nhất, về mặt kiến thức, các em cần nắm vững ba trường hợp bằng nhau của tam giác và hệ quả. Thứ hai, về mặt kỹ năng, các em cần có kỹ năng vẽ hình, viết giả thiết kết luận cho bài toán, áp dụng ba trường hợp bằng nhau của tam giác và hệ quả để giải các bài tập liên quan. Thứ ba, về mặt thái độ, các em cần có thái độ cẩn thận, chính xác khi vẽ hình, viết giả thiết kết luận, phân tích bài toán, làm bài. Cần tập trung, chú ý khi nghe giảng. Cấu trúc bài học. Đối với bài học ngày hôm nay sẽ bao gồm 3 phần. Phần thứ nhất là ôn bài cũ. Chúng ta sẽ ôn lại các kiến thức cũ để chuẩn bị làm bài tập phần luyện tập. Thứ hai là phần luyện tập, chúng ta sẽ làm một số bài tập để củng cố lại các kiến thức đã học. Và thứ ba là phần củng cố và dặn dò về nhà. Trước tiên, chúng ta sẽ ôn lại bài cũ. Em hãy phát biểu ba trường hợp bằng nhau của tam giác tương ứng với các hình vẽ. Hình vẽ thứ nhất. Hình vẽ đầu tiên là trường hợp 1 trong ba trường hợp bằng nhau của tam giác. Đó là trường hợp cạnh, cạnh, cạnh. Và chúng ta phát biểu như sau. Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. Tiếp tục. Đây là trường hợp thứ hai. Cạnh, góc, cạnh. Phát biểu như sau. Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. Ở đây các em chú ý, góc ở đây là góc xen giữa, phải là góc xen giữa của hai cạnh. Ví dụ như trong hình, góc A là góc xen giữa của hai cạnh AB, AC, và góc D là góc xen giữa của hai cạnh DE, DF. Và hình cuối cùng là trường hợp thứ 3, góc, cạnh, góc. Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. Đây là trường hợp thứ 3, góc, cạnh, góc. Đối với trường hợp này thì các em cần lưu ý khi làm bài, đó là hai góc phải là hai góc kề của cặp cạnh bằng nhau, giống như trong hình vẽ. Như vậy chúng ta vừa ôn lại ba trường hợp bằng nhau của tam giác tương ứng với các hình vẽ đã cho. Và ngoài ba trường hợp bằng nhau của tam giác này thì chúng ta còn có hệ quả của chúng áp dụng đối với các tam giác vuông. Đối với trường hợp cạnh, góc, cạnh, chúng ta có một hệ quả như trên hình vẽ. Và đây là trường hợp cạnh góc vuông, cạnh góc vuông. Phát biểu như sau. Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông cực. Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông ấy bằng nhau. Tương tự như vậy, trường hợp góc cạnh góc chúng ta cũng có hệ quả, và cụ thể là hai hệ quả. Hệ quả thứ nhất còn gọi là trường hợp
cạnh góc vuông, góc nhọn kề và hệ quả. Thứ hai là trường hợp cạnh huyền, góc nhọn. Trong đó, trường hợp cạnh huyền, góc nhọn khá là khó quan sát, các em cần chú ý để tránh bỏ qua khi làm bài. Bây giờ chúng ta vào phần luyện tập. Tiết 33, luyện tập về 3 trường hợp bằng nhau của tam giác. Bây giờ đầu tiên chúng ta đến với phần bài tập trắc nghiệm. Câu số 1. Cho hai tam giác HIK và DEF có HI bằng DE, HK bằng DF và IK bằng EF. Khi đó A. Tam giác HKI bằng tam giác DEF. B. Tam giác HIK bằng tam giác DEF. Và C. Tam giác KIH bằng tam giác EDF. Và cuối cùng câu D. Cả A, B, C đều đúng. Em hãy suy nghĩ và trả lời. Bây giờ chúng ta cùng lại câu số 1. Các em quan sát các câu trả lời. Thứ nhất, câu A, chúng ta có tam giác HKI bằng tam giác DEF. Như vậy suy ra được HK bằng DE. Sai, vì để cho HK bằng DF. Tiếp tục câu B, tam giác HIK bằng tam giác DEF. Ta suy ra được hai cạnh tương ứng bằng nhau, HI bằng DE, IK bằng EF và cuối cùng HK bằng DF. Câu B đúng so với đề bài đã cho. Câu C, tam giác KIH bằng tam giác D, tam giác KIH bằng tam giác EDF. Suy ra KI bằng ED hay IK bằng DE. Sai, vì để cho IK bằng ES. D, cả A, B, C đều đúng. Sai, vì câu A sai. Như vậy đáp án đúng là câu B. Tam giác HIK bằng tam giác DEF. Đáp án đúng là câu B. Chúng ta đến với câu số 2. Cho tam giác ABC và tam giác MNK có AB bằng MN, góc A bằng góc M. Cần thêm điều kiện gì để tam giác ABC bằng tam giác MNK theo trường hợp cạnh góc cạnh? Ở đây các em lưu ý là trường hợp cạnh góc cạnh. A, BC bằng MK. B, BC bằng HK. C, AC bằng MK. D, AC bằng HK. Rồi, bây giờ chúng ta cùng giải câu số 2. Ở đây theo đề chúng ta có góc A bằng góc M. Và ở đây trường hợp cạnh góc cạnh cần lưu ý, góc phải là góc xen giữa của hai cạnh. Chúng ta có góc A xen giữa hai cạnh AB, AC. Góc M xen giữa hai cạnh MN và MK.
và chúng ta cũng đã có điều kiện AB bằng MN theo đề bài phía trên. Vậy chúng ta cần thêm điều kiện là AC bằng MK để hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh. Như vậy đáp án ở đây là câu C, AC bằng MK. Bây giờ chúng ta sang câu số 3. Câu 3, cho hình vẽ. Viết rằng AB song song với DC, AD song song với BC và AB dài hơn BC. Có mấy cặp tam giác bằng nhau trong hình? A, 1 cặp. B, 2 cặp. C, 3 cặp. D, 4 cặp. Em hãy suy nghĩ và trả lời trong 30 giây. Bây giờ chúng ta cùng lại câu số 3. Quan sát tam giác ABD và tam giác CDB kết hợp với đề bài, ta có góc ABD bằng góc CDB vì AB song song với DC, đây là hai góc xoay trong nên chúng sẽ bằng nhau. Thứ hai, BD là cạnh chung. Thứ ba, chúng ta có góc ADB bằng góc CBD vì AD song song với BC, đây là hai góc xoay trong nên chúng sẽ bằng nhau. Vậy chúng ta có tam giác ABD bằng tam giác CDB theo trường hợp góc cạnh góc. Suy ra được AB bằng CD và AD bằng CB vì là hai cạnh tương ứng. Kết hợp điều này và đề bài thì tương tự trên, chúng ta sẽ chứng minh được tam giác OAB bằng tam giác OCD theo trường hợp góc cạnh góc, và tam giác OAD bằng tam giác OCB cũng theo trường hợp góc cạnh góc, và cuối cùng là tam giác ABC bằng tam giác CDA trường hợp góc cạnh góc. Như vậy, có tổng cộng 4 cặp tam giác bằng nhau. Đáp án là câu D, 4 cặp. Bây giờ chúng ta đến với phần bài tập tự luận. Dạng thứ nhất là dạng cơ bản. Chúng ta sử dụng kiến thức về 3 trường hợp bằng nhau của tam giác và hệ quả của chúng để chứng minh hai tam giác bằng nhau. Dạng 2, chúng ta sẽ vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác và hệ quả để chứng minh hai tam giác bằng nhau, từ đó chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau, hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song, ba điểm thẳng hàng, vân vân. Hoặc để tính các độ dài đoạn thẳng, tính số đo góc, tính chu vi, diện tích, vân vân. Hoặc để so sánh các độ dài đoạn thẳng, so sánh các góc, vân vân. Bây giờ chúng ta đến với dạng 1 cơ bản, chứng minh hai tam giác bằng nhau. Bài số 1. Tam giác ABC có AB bằng AC, M là trung điểm của BC. Em hãy chứng minh rằng tam giác AMB bằng tam giác AMC. Trước tiên các em hãy viết giả thiết kết luận và vẽ hình. Bây giờ chúng ta hãy viết giả thiết kết luận. Giả thiết là những gì đề bài cho và kết luận là những gì đề bài yêu cầu. Như vậy chúng ta có giả thiết của bài này như sau.
Tam giác ABC có AB bằng AC, M là trung điểm của BC. Và kết luận là yêu cầu của đề bài: chứng minh tam giác AMB bằng tam giác AMC. Đối với hình vẽ, chúng ta vẽ tam giác ABC có AB bằng AC trước. Sau đó trên BC chúng ta sẽ lấy trung điểm M. Khi lấy trung điểm M, em nhớ chú ý ký hiệu bằng nhau của MB bằng MC để thuận tiện khi làm bài. Sau đó nối A và M. Bây giờ chúng ta bắt đầu phân tích bài toán. Bài toán yêu cầu chứng minh tam giác AMB bằng tam giác AMC. Bây giờ chúng ta sẽ xem là chúng ta đã có những dữ liệu nào rồi. Thứ nhất là chúng ta có AB bằng AC theo đề bài. Thứ hai là chúng ta có MB bằng với MC vì M là trung điểm của BC đề bài cho. Và chúng ta cũng có AM là cạnh chung. Như vậy ở đây các em thấy chúng ta đã đủ 3 dữ liệu, 3 yếu tố về cạnh. Như vậy đủ để chúng ta chứng minh tam giác AMB bằng tam giác AMC theo trường hợp cạnh, cạnh, cạnh. Các em hãy tự trình bày bài giải nhé. Chúng ta có bài giải như sau. Xét tam giác AMB và tam giác AMC có AB bằng AC theo giả thuyết AM là cạnh chung và có MB bằng MC vì M là trung điểm của BC. Như vậy ta có tam giác AMB bằng tam giác AMC theo trường hợp cạnh, cạnh, cạnh. Như vậy chúng ta đã giải xong bài số 1. Bây giờ chúng ta sang bài số 2. Bài 2. Cho tam giác ABC có AB bằng AC, kẻ AE là tia phân giác của góc BAC với E thuộc BC. Em hãy chứng minh rằng tam giác ABE bằng tam giác ACE. Trước tiên chúng ta hãy viết giả thiết kết luận trong bài toán. Giả thiết tam giác ABC có AB bằng AC, AE là tia phân giác của góc BAC với E thuộc BC. Và kết luận là yêu cầu của đề bài chứng minh tam giác ABE bằng tam giác ACE. Chúng ta vẽ hình như sau. Trước tiên các em vẽ tam giác ABC với cạnh AB bằng cạnh AC. Sau đó sử dụng thước đo góc để kẻ tia phân giác AE. Các em nhớ chú ý ký hiệu hai góc bằng nhau khi vẽ tia phân giác như trong hình vẽ. Bây giờ để chứng minh tam giác ABE bằng tam giác ACE, chúng ta thử phân tích xem chúng ta đã có những dữ liệu nào. Thứ nhất, chúng ta có là AB bằng AC. Thứ hai, chúng ta có góc BAE bằng góc CAE vì AE là tia phân giác của góc BAC. Và thứ ba là chúng ta có AE là cạnh chung. Như vậy dựa vào ba dữ liệu này, ta thấy được rằng là tam giác ABE bằng tam giác ACE theo trường hợp cạnh, góc cạnh. Như vậy bây giờ em hãy tự trình bày bài giải.
là có bài giải như sau. Xét tam giác ABE và tam giác ACE có AB bằng AC theo giả thiết, tức là đề bài cho. Thứ hai, chúng ta có góc BAE bằng góc CAE vì AE là tia phân giác của góc BAC. Và cuối cùng chúng ta có AE là cạnh chung. Vậy tam giác ABE bằng tam giác ACE theo trường hợp cạnh góc cạnh. Bây giờ chúng ta đến với bài số 3. Bài 3 cho tam giác ABC có góc ABC bằng góc ACB. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D và tia phân giác của góc C cắt AB tại E. Em hãy chứng minh rằng tam giác EBC bằng tam giác DCB. Trước khi làm bài, em hãy viết giả thiết và kết luận của bài toán kết hợp với vẽ hình để chúng ta tiện suy luận. Trước tiên, chúng ta vẽ hình. Vẽ tam giác ABC có góc ABC tức là góc B bằng góc ACB tức là góc C. Và đây tiện cho việc vẽ hình, em hãy cho hai góc này một số đo, ví dụ như là 40 độ, 50 độ hoặc 60 độ, vân vân. Tiếp tục, chúng ta sử dụng thước đo góc để vẽ tia phân giác của góc B và góc C như trong hình vẽ. Và phần giả thiết kết luận. Giả thiết sẽ giúp các em xác định được dữ liệu đề bài cho. Và kết luận giúp em xác định được yêu cầu của đề bài để tránh làm lạc đề. Bây giờ chúng ta cùng phân tích để giải bài toán. Yêu cầu của bài toán là chứng minh tam giác EBC bằng tam giác DCB. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu xem hai tam giác này đã có những cặp góc chung, cạnh chung hoặc là cặp góc bằng nhau hoặc cặp cạnh bằng nhau nào không. Trước tiên chúng ta thấy rằng có hai góc bằng nhau, đó là góc EBC bằng góc DCB hay góc B bằng góc C. Điều này đề bài đã cho. Thứ hai là có BC là cạnh chung. Ngoài ra chúng ta đã hết các cạnh chung hoặc góc chung hoặc cặp cạnh bằng nhau hoặc cặp góc bằng nhau. Như vậy bây giờ chúng ta phải bắt đầu suy nghĩ. Ở đây các em quan sát, chúng ta chỉ có một yếu tố cạnh, tức là BC là cạnh chung. Như vậy thì trong 3 trường hợp chúng ta có thể sử dụng trường hợp nào? Ở đây chúng ta có thể sử dụng trường hợp thứ 3, trường hợp góc cạnh góc. Nếu sử dụng trường hợp góc cạnh góc thì chúng ta cần lưu ý, đó là các cặp góc bằng nhau thì phải là góc kề của cạnh chung hoặc cạnh bằng nhau. Như vậy ở đây chúng ta đã có góc ABC bằng góc DCB. Cặp góc còn lại phải bằng nhau, đó là góc ECB bằng góc BBC. Thì dữ liệu này chưa có, chúng ta phải suy luận ra. Ở đây các em để ý thấy rằng là nhất là chúng ta có góc DBC sẽ bằng 1/2 của góc ABC, bởi vì chúng ta có BD là tia phân giác của góc ABC. Thứ hai, chúng ta lại có là góc ECB bằng 1/2 của góc ACB, bởi vì chúng ta có CE là tia phân giác của góc C hay ACB. Mà hai góc ABC và ACB bằng nhau, như vậy thì góc DBC sẽ bằng ECB. Như vậy chúng ta đã chứng minh được yếu tố cuối cùng. Và từ đây chúng ta có thể suy ra được là tam giác EBC bằng tam giác DCB theo trường hợp góc cạnh góc.
Em hãy thử trình bày bài. Thế thì chúng ta cùng trình bày bài toán như sau. Trước tiên chúng ta sẽ chứng minh hai góc bằng nhau trước. Như vừa phân tích, chúng ta có góc ECB bằng 1/2 của góc ACB, vì CE là tia phân giác của góc ACB. Thứ hai, chúng ta có góc DBC bằng 1/2 của góc ABC, vì BD là tia phân giác của góc ABC. Mà chúng ta lại có góc ABC bằng góc ACB theo giả thiết. Như vậy thì góc ECB sẽ bằng góc DBC. Khi chứng minh được điều kiện thứ ba này rồi, chúng ta chỉ cần đi xét tam giác. Xét tam giác ABC và tam giác DCB có: thứ nhất là góc ABC bằng góc DCB, vì góc ABC bằng góc ACB theo giả thiết. Thứ hai là có BC là cạnh trung. Thứ ba, chúng ta có góc ECB bằng góc DBC theo chứng minh trên. Vậy tam giác EBC bằng tam giác DCB theo trường hợp góc cạnh góc. Như vậy hôm nay chúng ta đã học xong bài luyện tập ngày hôm nay. Học xong bài luyện tập ngày hôm nay, các em nhớ ôn lại ba trường hợp bằng nhau của tam giác: trường hợp cạnh cạnh cạnh, cạnh góc cạnh và góc cạnh góc, và các hệ quả của chúng. Như vậy, sau khi học xong, các em hãy ôn lại ba trường hợp bằng nhau của tam giác và hệ quả tại bài tập theo link phía dưới để làm tại nhà. Nếu các em có thắc mắc, có thể liên hệ theo số điện thoại 0706145408 cô Hòa, hoặc địa chỉ mail hoa12sta@gmail.com. Cảm ơn các em đã lắng nghe bài giảng. Chúc các em học tốt.